Nếu một người uống một ly nước nho ngâm với đường là nhằm giúp tiêu hóa thức ăn, khi đo thì họ vẫn có nồng độ cồn. Trường hợp này khi tham gia giao thông thì họ vẫn bị xử phạt, nhưng trên thực tế thì họ không uống rượu bia. Theo tôi, quy định như vậy là chưa hợp lý và chưa thuyết phục, sẽ xảy ra nhiều cuộc tranh cãi giữa các bên khi bị thổi nồng độ cồn. Ví dụ như nhân ngày tình yêu thì chúng ta thường có tặng nhau thanh sô-cô-la, mà thanh sô-cô-la này là có một chút rượu, nhận là dùng là có thể vi phạm ngay lập tức. Thì tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ trả lời chính thức cho Quốc hội là căn cứ khoa học và bằng chứng khoa học để có cái điều quy định như thế này. Có trường hợp thức ăn ăn chế biến có gia vị rượu bia thì ăn rất ngon. Nếu người ăn xong rủi ro bị phạt và kiểm tra nồng độ cồn chắc chắn là sẽ có trong hơi thở. Đề nghị nồng độ cồn phải có nhất định chứ không thể là quy định là bằng con số không được. Thế còn nếu anh dùng ở cái mức độ gọi là nếm rượu thì chắc là nó vẫn ổn. Thế cho nên là chúng ta sẽ phân biệt giữa hai chuyện là năng lực hành vi với lại cái câu chuyện là anh dùng rượu hay là không dùng rượu. Thực tế có những người trong thời gian điều khiển phương tiện giao thông hoặc là trong ngày đó không sử dụng bia rượu hoặc là chất có nồng độ cồn theo quy định của khoảng 1 điều 8 này, tuy nhiên do điều kiện cơ thể sinh học hoặc là cái việc mà chuyển hóa thức ăn có thể trong thời điểm điều khiển phương tiện giao thông thì trong hơi thở. Tuy nhiên nếu xét về mức độ khắt khe thì theo Nghị định 100, Việt Nam vẫn đang đứng đầu khi áp dụng tiêu chí nồng độ cồn bằng 0, bởi ở mức 1 chỉ quy định nồng độ cồn không vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên lít khí thở mà không có ngưỡng thấp nhất để loại trừ. Vì vậy, dù chỉ nhấp môi hoặc uống một ngụm bia thì chắc chắn tài xế ô tô ở Việt Nam có thể bị phạt đến 8 triệu đồng kèm tước bằng lái từ 10 tới 12 tháng, và với xe máy thì mức phạt này sẽ là 3 triệu đồng. Việt Nam nằm trong nhóm chiếm khoảng 1 phần 10 số lượng quốc gia, vùng lãnh thổ áp dụng luật nghiêm ngặt nhất khi xử phạt tài xế lái ô tô với mức nồng độ cồn trong máu trên 0%, phát hiện nồng độ cồn là bị phạt. Trong nhóm này thì hầu hết là các quốc gia Hồi giáo vốn khắt khe về vấn đề uống rượu bia, cùng với một số những nước khác như là Brazil, Cuba hay là Cộng hòa Séc. Nếu một người uống một ly nước nho ngâm với đường là nhằm giúp tiêu hóa thức ăn, khi đo thì họ vẫn có nồng độ cồn. Trường hợp này khi tham gia giao thông thì họ vẫn bị xử phạt, nhưng trên thực tế thì họ không uống rượu bia. Theo tôi, quy định như vậy là chưa hợp lý và chưa thuyết phục, sẽ xảy ra nhiều cuộc tranh cãi giữa các bên khi bị thổi nồng độ cồn. Ví dụ như nhân ngày tình yêu thì chúng ta thường có tặng nhau thanh sô-cô-la, mà thanh sô-cô-la này là có một chút rượu, nhận là dùng là có thể vi phạm ngay lập tức. Thì tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ trả lời chính thức cho Quốc hội là căn cứ khoa học và bằng chứng khoa học để có cái điều quy định như thế này. Có trường hợp thức ăn ăn chế biến có gia vị rượu bia thì ăn rất ngon. Nếu người ăn xong rủi ro bị phạt và kiểm tra nồng độ cồn chắc chắn là sẽ có trong hơi thở. Đề nghị nồng độ cồn phải có nhất định chứ không thể là quy định là bằng con số không được. Thế còn nếu anh dùng ở cái mức độ gọi là nếm rượu thì chắc là nó vẫn ổn. Thế cho nên là chúng ta sẽ phân biệt giữa hai chuyện là năng lực hành vi với lại cái câu chuyện là anh dùng rượu hay là không dùng rượu. Thực tế có những người trong thời gian điều khiển phương tiện giao thông hoặc là trong ngày đó không sử dụng bia rượu hoặc là chất có nồng độ cồn theo quy định của khoảng 1 điều 8 này, tuy nhiên do điều kiện cơ thể sinh học hoặc là cái việc mà chuyển hóa thức ăn có thể trong thời điểm điều khiển phương tiện giao thông thì trong hơi thở.